Sự viện trợ của khóa 17 200 đô la
giúp trong chương trình phát thanh của hội cựu sinh viên quan trường gồm của Nhà Macaulay. Anh Lê Như Tuấn khóa 30 $100. Các cựu sinh viên quan khóa 21 $100. Xin cảm ơn quý đại trưởng và các bạn. Và ngày sinh nhật của Radio Program, của chương trình Radio Program của họ bị quốc gia, chúng tôi xin được tới chương trình lớn này và hát một cái phần để tặng cho anh Happy Birthday, wish you wonderful health throughout the year. Happy Birthday to you. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam khóa 19, anh Hoàng Gia Thành qua bài hát Đà Lạt Trường Tôi. Và chính anh sáng tác, xin mời anh Thành. Sống hồ đời trời Đà Lạt
hơi mù sương.